Ok, Học Nhạc Official xin chào mừng các bạn tiếp tục đến với video hướng dẫn trang 99 của giáo trình Method Rose trong series video hướng dẫn học piano theo pháp Method Rose, hay còn gọi là phương pháp học của Ernst Van der Velde, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới. Của Method Rose thì như mọi lần mình để dưới phần mô tả cho bạn nào chưa có, các bạn cứ tải về mới ra trang 99. Trang 99 thì nó là nội dung được hướng dẫn trong video này ha. Ok, cái bài này nó tên là Marie làm yểu bánh mì của bạn. Cái tựa nghe nó khá là trẻ con và cảm giác nó hoạt bát ha. Cái bài này thì các bạn sẽ đờn một cách rất là vui vẻ, và nó vui vẻ là như thế nào thì tùy các bạn định nghĩa ha. Cái nguyên tắc để đờn những cái giai điệu mà vui vẻ thì các bạn đừng có đờn liền tiếng mà đờn rời tiếng ra, thì nó là cái căn bản nhất để các bạn định nghĩa cái vui vẻ. Ok ha. Rồi. Các bạn nhìn vô bài thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn thấy là toàn bộ nốt si, tác giả yêu cầu là đờn si giáng, không được đờn si thường. Ok. Điều thứ hai là bài này được viết ở nhịp 6-8. Nhịp 6-8 có nghĩa là mỗi nhịp nó có 6 phách. Mỗi phách nó tương đương với một nốt móc đơn. Bình thường ở nhịp 2-4, 3-4 hay 4-4 các bạn đã học đó, thì nhịp 2-4, 3-4, 4-4 thì mỗi một nốt đơn nó có giá trị là một nửa phách. Tuy nhiên ở trong nhịp 6-8 thì mỗi nốt móc đơn nó là một phách, nghĩa là một lần các bạn dậm chân á. Ok ha. Rồi, nhìn tới giữa bài các bạn thấy phin, và nhìn tới cuối bài các bạn sẽ nhìn thấy DC. Có nghĩa là các bạn đờn từ đầu cho tới khi gặp chữ phin, đờn qua luôn cả ba đó. Đờn qua luôn tới khi nào các bạn gặp chữ DC. Các bạn sẽ quay lại đờn từ đầu cho tới khi nào các bạn gặp chữ phin lần thứ hai, thì lúc đó là lúc kết bài. Có nghĩa là cái bài này đờn đèn 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 hết bài, xong rồi đờn thêm nửa bài nữa tới gặp chữ phin lần thứ hai mới là hết ha. Ok, bây giờ sẽ là cái tay phải cho bài này. Ngón đeo nhẫn đờn nốt la, bắt đầu từ nốt la này. Ok ha. Hai tay các bạn sẽ đờn cái bài này ở gần nhau giống như vậy, chứ đừng có đờn xa ra vậy. Cũng đúng nốt, nhưng mà nó sẽ không đúng cái cao độ mà tay trái yêu cầu cho bài này ha. Ok, bây giờ sẽ là cái tay phải. 2 3 la fa fa mi fa la, 2 fa fa mi fa son. Rồi, cái son này các bạn đờn bằng ngón giữa, tuy nhiên ở cái son tiếp theo các bạn phải đờn bằng ngón trỏ là ngón này. Son do. Ok ha. Son do thì do lúc đó sẽ đờn ngón út. Son 2, son đô 2, đô la 2, ba, fa 2, ba. Rồi, quay lại cái nốt la này, tiếp tục sẽ đờn đờn ngón ngón đeo nhẫn. La 2, fa, fa, mi, fa. Hết dòng nhạc đầu tiên, xuống nhạc thứ hai. La 2, fa, fa, mi, fa, son. Rồi, son này đờn bằng ngón giữa, son tiếp theo đờn bằng ngón trỏ. Son đô 2, đô fa 2 3 4 5. Cái phách thứ 6 các bạn sẽ vẫn đếm nhưng mà các bạn giơ tay lên, bởi vì cái nó là dấu lặng. Ok ha. Fa 2 3 4 5 6. Ok, rồi tiếp tục qua luôn cái phần tiếp theo. À thôi, như bây giờ sẽ là cái tay trái cho cái đoạn của tay phải của các bạn mới vừa đợt, mới vừa tập. Mình lưu ý mình cũng chia sẻ chỉ hướng dẫn mỗi tay một lần thôi. Các bạn cần phải dùng tính năng phát chậm lại của YouTube, nó nằm ngay chỗ này nè, để yêu cầu YouTube đừng chậm là phát video này chậm hơn cho các bạn, để các bạn vừa nhìn nốt chảy xuống, vừa nhìn nốt trên khuôn nhạc, vừa nhìn nốt trên phím đàn, tay bấm chân dậm miệng hát theo. Các bạn làm một lần tới 6 chuyện lận rất khủng khiếp, cố lên. Bây giờ sẽ là tay trái, bắt đầu bằng ngón út ở nốt fa. Fa la đô, fa la đô, fa la đô, fa la đô. Hai ô nhịp đầu tiên đờn y chang nhau. Rồi, tới ô nhịp tiếp theo thì ngón út sẽ rớt xuống nốt mì. Mì son, nốt son sẽ bằng ngón giữa ha. Mì son đô, mì son đô. Tiếp tục quay lại. Fa la đô, fa la 2 3. Hai nốt chồng lên nhau, có nghĩa là các bạn phải đờn cùng lúc hai nốt này. Mình không thể hát một lần hai nốt được, cho nên mình chỉ có thể hát nốt la hoặc nốt fa. Các bạn phải hiểu rằng nó có cái nốt thứ hai đi kèm, thí dụ mình hát nốt la thì các bạn phải bấm thêm nốt pha đến kèm nha. Ok, rồi tiếp tục hai cái nhịp tiếp theo ở cái dòng nhạc trên nè. Fa la đô, fa la đô. Hết dòng nhạc trên, xuống nhạc dưới.
Phà la đô, phà la đô. Mì, mì cũng y chang như trên, mì giãn ngón út ra, mì son bằng ngón giữa, đô, mì son đô. Rồi quay lại, phà la đô la hai ba. Cái nốt, cái phách thứ ba của cái nốt la này là trùng với cái phách thứ sáu của cái dòng nhạc phía trên, có nghĩa là miệng vẫn đếm, chân vẫn dậm, nhưng mà tay thì không đờn. Ok hả các bạn? Bây giờ sẽ ghép hai tay cho đoạn này, mình cũng sẽ ghép rất chậm, mình đang hướng dẫn đờn chứ không phải mình đang biểu diễn ha. Mình cũng sẽ hướng dẫn chậm thôi, ghép chậm thôi nha các bạn. Hai ba. Rồi ngay chỗ này, tay phải là son, tay trái rớt xuống si, rớt xuống mi. Rồi tay phải ngón trỏ đờn đúng cái nốt son này luôn, trong khi đó tay trái đờn nốt đô. Đó, được chưa? Hai ba. Rồi ngón đeo nhẫn bên tay phải quay lại đờn nốt la, bên này đờn tiếp quay lại cái đờn nốt pha. Hết dòng nhạc trên xuống nhạc dưới. Rồi quay lại y chang như người trên luôn. Nốt son bằng ngón giữa, rồi nốt son tiếp theo bằng ngón trỏ. Rồi ok chưa các bạn ghép phần này ha. Cái bài này các bạn nên ghép tập từng phần thôi, bởi vì nếu tập cùng một lúc các bạn sẽ rất là dễ quên á. Rồi bây giờ sẽ là cái nửa bài tiếp theo nè. Tay phải lúc đó đờn nốt son bằng ngón trỏ. Son 2, son đô 2, đô la 2 3, fa 2 3. Hết đi nhạc trên xuống nhạc dưới. Son 2, son đô 2, đô la 2 3, fa 2 3. Rồi quay lại. Cái khi đờn nốt pha này xong thì sẽ giãn ra ngón út lên nốt rê trên này. Rê, rồi khi đó ngón giữa sẽ vô nốt si. Si si la si đô hai la. Cái la đầu tiên ở ô nhịp này các bạn phải đờn bằng ngón trỏ, tuy nhiên cái la tiếp theo các bạn phải nhảy ngón giữa xuống đờn. La son la si hai son fa hai. Rồi ngay chỗ này các bạn quẹo ngón tay trỏ qua mì, khi đó ngón cái vẫn giữ đúng vị trí đó để đờn nốt la tiếp theo. Mì à không, đờn nốt la tiếp theo bằng ngón trỏ ngón giữa. Là làm lại nguyên cái hai ô nhịp cuối nè. Si hai son fa hai mì fa hai ba bốn năm sáu. Cái phách thứ sáu là phách nghỉ, quay lại đờn từ đầu. Ok ha. Rồi bây giờ sẽ tay trái cho đoạn này. Son khi mà tay phải đờn nốt son bằng ngón trỏ thì tay trái vô nốt mi. Mi son đô, mi son đô, fa la đô, fa la đô. Hết nhạc trên xuống nhạc dưới. Mi son đô, mi son đô, fa la đô, fa la đô. Ngay chỗ này, sau khi đờn nốt đô này xong, ta ngón trỏ sẽ đờn nốt si, dán. Si hai ba, son hai ba. Rồi tiếp tục ô nhịp tiếp theo, mi nốt la bằng ngón giữa. La hai ba, fa hai ba, son hai, si đô hai ba, nghỉ. La đô fa hai, nghỉ. Ok chưa các bạn? Bây giờ ghép hai tay cho đoạn này. Đoạn này nó tương đối khó nha các bạn. Hai ba. Hết đi mặt trên xuống nhạc dưới. Rồi tiếp tục. Khi đó ngón út bên tay phải lên nốt rê trên này. Ngón giữa đờn ngón giỏ ngón trỏ bên tay trái đờn nốt si.
ngay chỗ này rất là dễ lộn, bởi vì khi mà cái đờn nốt la bằng cái ngón trỏ thì các bạn sẽ 99% luôn các bạn sẽ đờn tiếp cái nốt la tiếp theo bằng ngón trỏ luôn. Tuy nhiên tác giả yêu cầu đờn nốt la tiếp theo bằng ngón giữa cho tôi. Ok chưa? Bây giờ mình sẽ làm lại hai cái nhịp này, bắt đầu từ cái nhịp rê phía trước, phía trước đó nè. Khi mà tay ngốt lên nốt rê và ngón trỏ bên này vô nốt si nè. Rồi cẩn thận nha. Đó. Như vậy mới là đúng nha. Từ đầu. Cái phim lần thứ hai mới là kết bài nha các bạn. Rồi, nguyên cái bài này mình đã đờn mẫu ở đầu video rồi, các bạn cứ tua lại để xem ha. Bây giờ mình có việc bận mình phải đi rồi. Chúc các bạn tập thành công, và sau khi tập thành công thì cũng quay clip đăng lên TikTok hay là YouTube Shorts hay là Instagram, Facebook Reel để các bạn thể hiện trình độ của bạn đờn tới trang này của Method Rose rồi. Đờn tới trang này là các bạn có trình độ rồi, ok chưa? Chúc các bạn tập thành công. Bye bye, see you again.